ánh sáng, là nguồn năng lượng cho sự sống, là biểu tượng khởi đầu văn minh nhân loại. Ánh sáng là biểu tượng phồn vinh, sầm uất hiện đại. Những đô thị giàu có nhộn nhịp luôn lung linh quyến rũ trong ánh sáng của hương thịnh văn minh. Sài Gòn, một dòng sông ánh sáng rực rỡ và kỳ ảo, minh chứng cho sự phát triển không ngừng của thành phố năng động, hiện đại bậc nhất Việt Nam. Tại phía tây thành phố, Akari City, một đô thị ánh sáng, sẽ hòa nhịp cùng cuộc sống sôi động và tràn đầy năng lượng của Sài Gòn. Năng lượng dồi dào trải tràn khu đô thị Akari City, thỏa ước mơ an cư giữa môi trường sống hiện đại, thỏa khát vọng hạnh phúc trong ngôi nhà ấm áp tình thân. Akari, ánh sáng cho mầm xanh vươn lên như ánh bình minh rạng rỡ. Akari là bừng sáng cho thể chất, tinh thần luôn dồi dào năng lượng, cho niềm vui tận hưởng cuộc sống mỗi ngày thêm bất tận. Akari City, bừng sáng một không gian đa sắc thái, ánh sáng rực rỡ của năng động, sầm uất, đánh thức xúc cảm muôn màu của cuộc sống và tối lên vô vàn thanh âm hạnh phúc. Akari City, bừng sáng một cộng đồng văn minh, là không gian ngập tràn nắng mai vừa phố phường, là bình yên giữa thiên nhiên trong lành xanh mát, là phong cách sống hiện đại, nhân văn hòa quyện cùng giá trị văn hóa cộng đồng gắn kết. Akari City, túi thùng tiền để thảnh thơi kết nối, tiếp thời gian để tận hưởng niềm vui, tiếp năng lượng cho thành công lan tỏa. Akari đón bước chân ta trở về mỗi ngày trong hân hoan hạnh phúc. Akari City, light up your life, bừng sáng một tương lai rạng rỡ.